Đây mấy bạn, nhìn thử hai cái cây ngọc điểm này của mình ha. Hai cây là mình này là mình trồng đứng nha, và để ở dưới cái gốc cây mai. Mục đích của mình để dưới gốc cây mai ban đầu mình tính là để cho nó có bóng mát và nó có hơi ẩm, hơi ẩm của nước đó mấy bạn. Và hai cây trên đây, hai cây này mình trồng nghiêng nha. Ở đây thì nó có ánh nắng ít ít tí xíu đó, mấy bạn thấy không, có ánh nắng ít ít tí xíu ha. Nó cũng nằm ở dưới mấy cái cây lan kia của mình. Và ở những cái rổ ở ngoài kia đó mấy bạn, ba cái rổ ở ngoài cùng đó, là ba cây ngọc điểm của mình ở dưới cái lưới lan ha. Nó ánh nắng khoảng 60% nguyên một buổi sáng, khoảng tới 1 giờ sáng ha. Để mình trèo lên trên mình quay cho mấy bạn xem thử cái nha. Đây bạn, đây là ba cây trồng trong cái chậu nhựa ha, treo ở phía trên. Thì để bây giờ mình sẽ lấy xuống dưới mình quay chi tiết từng cây và mình nói lên cái lý do mà tại sao cái cây nào nó bị hâm đen cái lá và cái cây nào nó không cho các bạn xem thử ha. Hey, chào các bạn ha. Đây mình của chú Bạc đây. Thì hôm nay tiếp tục với cái chủ đề là chăm sóc lan. Thì mình sẵn tiện mình nói chung mình cũng không phải là dân trồng lan chuyên nghiệp, mình chỉ là thích trồng lan thôi, trồng những cái cây một loại vài cây, một loại lan vài cây giống như hôm bữa mình có chia sẻ trong những cái video trước đó. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ mấy cái vấn đề của mình gặp phải để mấy bạn rút kinh nghiệm ha. Cái này là lan ngọc điểm nha bạn, lan ngọc điểm. Thì gỗ này thì cũng sẽ nói luôn là gỗ này là mình ghép vô là gỗ vú sữa ha, vú sữa. Để mình vừa quay cận cảnh lại cho các bạn hình dung, dễ hình dung, và mình vừa chia sẻ cho các bạn luôn ha, cho nó thực tế và mấy bạn dễ hình dung. Nếu bạn, mấy bạn nhìn kỹ lại cận cảnh ha, hai cái cây này với cây này là ở dưới những cái gốc cây cách một lớp lưới, một lưới lan, và những cách thêm một cái hàng lan nữa ha. Đây, các bạn thấy cái rễ đó nè, ở đây nữa ha. Và cây bên đây vẫn vậy ha, đó, để non. Và mấy bạn nhìn thử cái lá của nó, mấy bạn nhìn trước cái lá của nó ha. Nó rất xanh tốt và không bị đốm nha các bạn. Và hai chậu bên đây, hai chậu lúc nãy mình quay nè, hai cái chậu đứng ha. Hai cái chậu đứng này thì mình để ở dưới gốc mai và dưới một cái lớp lan và dưới thêm một cái gốc mai nữa. Cái này là hai cái chậu này hoàn toàn là nguyên ngày, gần như là nó không có nắng. Các bạn nhìn cái lá đó ha. Đó, nhìn từng mặt lá nha bạn. Các bạn thấy không? Nó bị đốm chấm chấm đen đen ha. Và cây bên đây vẫn y vậy ha. Đây, còn đây là những cái chậu mình chỉ treo ở dưới lớp lan thôi. Các bạn thấy cái rễ nó không? Đây các bạn. Và lá nó không được vàng lắm nhưng mà không có bị đốm ha. Mình treo ở trên là ba chậu. Thì cũng xin nói luôn là ba chậu này mình trồng, mình mua cùng một thời điểm. Lan ngọc điểm rống đó bạn. Lúc mình mua là hình như là 18-19 ngàn gì một cây đó. Mình mua hôm nay là được tính ra là khoảng hơn 3 tháng đó các bạn. Bạn thấy rễ không? Đây. Thì như lúc nãy mình đã nói thì mấy cái lan này là mình mua lan rống, giờ mình ghép vào gỗ mình trồng. Thì tổng thời gian mình trồng đến thời điểm này là được khoảng 3 tháng rưỡi đó mấy bạn. Mục đích của cái video này thì mình nói lên cái lý do mà quan trọng của nó là cái cây của mấy bạn đừng nên để dưới bóng mát nhiều quá. Điển hình như cái cây này là hai cây đứng ha, hai cây đứng hồi nãy mình có quay lúc mình đang treo trên vàng cho mấy bạn xem đó. Thì nói chung là cái vấn đề tưới nước và phân bón của những cây lan này của mình là hoàn toàn giống nhau nha mấy bạn. Tại vì mình trồng ít nên mình chỉ pha một cái bình xanh đằng kia đó, bình đó là bình 2 lít. Thì mình sẽ xịt hết cho những cây lan này của mình. Và cây này là nằm ở dưới cái bóng mát, dưới cái gốc mai. Thì mấy bạn thấy nó bị thiếu nắng, nó bị chấm chấm đen đen quá trời luôn mấy bạn thấy không.
dễ thì nó vẫn ra tốt ha. Cái chậu nằm ngang này là cái chậu chỗ mà có ánh nắng vừa dưới một cái lớp lưới và dưới những cái chậu lan khác. Các bạn thấy lá của nó không? Xanh tốt và không hề có một cái chấm đen nào hết, rễ thì ra cũng rất là tốt luôn ha. Bên đây nữa nè các bạn, dễ nó bò bó xuống dưới đây luôn nè ha. Cây này thì cũng để chung với cái cây nằm nghiêng hồi nãy đó mà. Nhưng mà thấy lá nó không? Xanh nha, xanh xanh hơn là cái chậu này, xanh hơn cái chậu này. Cái chậu này là mình cái chậu tròn nhựa này á là mình treo ở phía trên ở dưới cái lớp lan thì lá nó không được xanh bằng nhưng mà nó cũng không có bị chấm đen. Điểm thì các bạn cũng biết rồi là một dòng lan mà phát triển rất là chậm. Bình thường những cái cây giống như thế này, những cây giống như thế này thì mấy bạn mua về mấy bạn trồng phát triển theo cái đúng tốc độ của nó là ít nhất khoảng 3 năm nó mới có mới có hoa cho mấy bạn chơi. Thì cái vấn đề ở đây mình chỉ nói là mấy bạn trồng lan riêng cái dòng lan ngọc điểm này nè, mấy bạn đừng có để ở dưới 400 hoàn toàn ha. Ở dưới 400 hoàn toàn là nó sẽ bị như thế này, nó bị những chấm đen cái lá này. Cái này là mình cái kinh nghiệm mình không phải là kinh nghiệm gì nhưng mà là cái thực tế mình trồng có sao mình nói vậy, chia sẻ cho những ai quan tâm. Còn những anh mà trồng lan chuyên nghiệp á thì nếu mà có ý kiến khác với của mình á thì xin góp ý ở phía dưới video để cho mình cũng như mấy anh em mà tập chơi lan á và đặc biệt là cái dòng lan ngọc điểm này á, có thêm kinh nghiệm nha các bạn. Còn cái chế độ chăm sóc á thì mình hôm bữa mình có chia sẻ cho trong cái video mà kích rễ cho lan hồ điệp cho lan đó bạn, thì mình cũng chăm sóc nó giống mấy cây này y như những cái cây kia thôi. Còn số phận mình cũng tóm lại cái vấn đề trong cái video này á, chủ đề trong cái video này á, là cái vấn đề mà cái lan của chúng ta nó bị thiếu nắng quá thì nó sẽ bị đốm trên cái lá ha. Cuộc sống vật mình cũng xin chia sẻ tí xíu cái thực tế mà mình đã trồng và chăm sóc những cái cây lan cho mấy bạn ai mà đam mê thì tham khảo ha. Có thêm chút kinh nghiệm trong cái vấn đề mà chăm sóc cái lan ngọc điểm của mình cho nó được đẹp hơn. Thì trước khi kết thúc video thì mình cũng xin nói luôn á, những bạn mà mới tập chơi lan đó bạn, mấy bạn đừng nên mua mấy cái con này giống mình thế này ha, về chăm thật sự ra không phải là cực nhưng mà nó lâu lắm, nó lâu có hoa để mà mình ngắm lắm các bạn. Mấy bạn nên mua những cái cây mà trưởng thành á, khi mà về mình trồng khoảng vài tháng hoặc là 1 năm á nó có hoa thì lúc đó mình sẽ mau ngắm hoa hơn ha. Còn những cái cây mà giống như như thế này thì trồng ít nhất khoảng 3 năm nó mới có hoa thì cái thời gian đó nó quá dài. Nhiều lúc mấy bạn nản á, mấy bạn bỏ phế nó không có chăm sóc nữa thì đó là một điều đáng tiếc ha. Thì trước khi kết thúc video á thì mình cũng chia sẻ luôn tí xíu là cái chế độ tưới của mình cho những cái cây lan này. Thì những cây lan này thì một ngày mình chỉ tưới có 1 lần thôi, mình tưới vào buổi sáng xong rồi mình đi làm, chiều thì mình không có tưới ha, tưới một buổi sáng 1 lần thôi. Còn bón phân với xịt hút kích rễ đâu á thì 1 tuần mình xịt 1 lần, xịt vào chủ nhật, rồi tại vì chủ nhật mình nghỉ mình rảnh thì mình xịt, còn những ngày kia thì mình không có xịt ha, xịt đều đặn mỗi tuần vào ngày chủ nhật. Cuộc sống thật mình xin kết thúc video đây nha bạn. Nếu bạn có thấy thích thì hãy cho mình xin một like, còn nếu mà thấy cái ý của mình á không hợp lý thì cứ comment bên dưới để cho mình cũng như mấy bạn tập chơi lan rút có thêm mấy kinh nghiệm ha. Rồi chào tạm biệt mấy bạn nha.